hôm nay là ngày 5 Tây, 5 Tây tháng 5, ý là 5 Tây tháng 3, 2023. Em nói tên gì đi? Lê Di Tâm. Hả? Lê Di Tâm. Lê Di Tâm nhiêu tuổi vậy? Má nó bị bệnh gì vậy? Linh xin đại diện Mạnh Thường Quân là chị Nguyễn Cẩm Hương gửi 500 ngàn. Rồi 500 ngàn thì của chị Hồng Bùi thông qua người em sớm cũ. Rồi tổng cộng Linh đại diện Mạnh Thường Quân gửi 1 triệu. Linh cảm ơn với Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Em thấy đồng nó đẹp trai quá, mà mới ủng hộ đó cái thằng cưng. Cưng địa chỉ mình là ở đâu? Ở Tân Phước hả? Cưng được mấy đứa con lận? Dạ hả? Này là lớn hay nhỏ? À, rồi hai Linh cảm ơn nha. Rồi hai về nha cưng. Rồi Linh cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Em này đang điều trị ở bệnh viện đa khoa mới á. À, nếu mà Linh nhận được thì Linh sẽ trở lên. Cưng đọc số điện thoại của cưng đi. 0979. Rồi đọc tiếp. 037. Rồi. 724. Rồi.